chiến tranh, bình đẳng duy nhất là đau đớn. Hello, xin chào anh chào anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì cuối cùng thì mình cũng đã sở hữu được skin ô thước tiên nữ rồi nha mọi người. Đấy. Thì mình làm sự kiện sổ số mạng lên level 60 thì mới nhận được nha anh em. Thì mình vừa nhận xong là mình sẽ vô mình làm clip mình test luôn cho anh em luôn nha. Rồi, thì skin này thì mình ưng ý nhất là skill của chiêu 1 nha mọi người. Đấy này đấy. Thấy hiệu ứng khá là đẹp luôn nha. Còn skill chiêu 2 và chiêu cuối thì nó không có được bắt mắt lắm nha mọi người. Như thế mình đánh giá là mọi người thấy chiêu 2 không? Bán Bacati ra. Nhưng mà cũng không có được ổn định, với là mình thấy nó cũng không có hiệu ứng gì nhiều nha anh em. Rồi, thì mọi người khi mọi người dùng sổ số mạng á, thì nó kèm theo cho mình bộ skin, bộ hiệu ứng là biến về nha. Hạ gục tan tóc cho mình khi mọi người là tới đoàn lên trận ấy. Thì trong sử dụng mạng của mùa này thì nó vẫn có cho mình ba cái hiệu ứng này luôn nha anh em. Nên anh em ôi cho lụm bên đây, lụm đó. Mày ok, chiến công nào thuộc về mình nha mọi người. Đấy, test skin mấy ta trận thôi mà đã ok như thế này rồi. Một em thế này, ok. Double kill cho Naragok nha anh em. Rồi, skin này khó làm mượt luôn nha mọi người. Đấy, nhiều khi mình thấy skin này nó là ok hơn skin máy skin bật X càng trước nha mọi người. Giống như skin giống thị thân thiện này. Rồi skin trung tình tiễn này. Mình thấy nhớ trong là mình đánh giá skin này cũng khá là ok. Đấy, hiệu ứng cũng được nè. Nhưng mà bật X càng như thế này là khá là ổn định rồi nha mọi người. Đấy, chứ không phải như skin mà Thiên Vũ Thần Lan bật XX anh em bật 2X này. Ôi, lẫm này ok, chạy được luôn nha mọi người. Bán được đấy. Bán luôn. Kiệt 100 ký này, mày tạ hồi thừa về nha. Rồi Vera xuống rồi thì Vera mình đã lên level 4 rồi thì một combo đó là mình lên bằng điểm số thôi anh em ơi. Rồi hầu máu đây. Rồi thông tin chi tiết bất ngờ còn bấm hỗ trợ mình chỉ để phần mô tả của clip này luôn nha. Anh em nào cần thì có thể tham khảo. Với lại anh em nào mà cà thê thì bút Zalo cho mình luôn nha mọi người. Zalo mình để dưới phần mô tả của video luôn. Đấy, skin này mình chỉ ân nhất là skill của chiêu 1 thôi nha mọi người. Đây, đấy, anti này. Đấy, cũng khá là ổn định nhưng mà nó khá là nhanh. Và không hiệu ứng nhiều nên skin này khá là mượt luôn nha anh em. Nhưng mà mình thấy mấy cái clip trước thì đã có skin nào rồi, đã test skin thử rồi nha mọi người. Nhưng mà mình không có tiền để mình mà mua cấp sổ chứng mạnh á, thì mình sẽ trai từ từ mình làm nhiệm vụ mình sẽ nhận được sổ chứng mạnh nha anh em. Đấy, vừa lên level 60 là mình nhận skin này, mình vô mình test cho anh em luôn đấy. Đây, thôi về gặp trận này gặp Guido với Esso là cặp bà trùng luôn nha mọi người. Đấy, ra thằng ADXB này, một thằng khống chế này, một thằng bán đau này, khá là khó chịu luôn. Nhưng mà không sao nha, trận này mình có Malok âm đam cho mình. Với là mình thủ trụ rồi á, thì về giai đoạn giữa game và cuối game thì mình bán nó thôi nha mọi người. Đầu game thì thằng Iso này nào nó cấu rỉ khá là đau luôn á. Này rồi né nè. Đấy, cấu rỉ khá là đau luôn á mọi người. Đấy, giai đoạn đầu game thì anh em cứ form cho mình nha. 3-5 gia thì mọi người check bắt đồ nhỏ một lần thôi. Đấy, skin này nó cũng từ từ giống skin mặc định thôi mọi người, nó không có hiệu ứng đi di chuyển này gì nhiều nha. Này mọi người thấy không? Nhưng mà ở đây ok vừa trúng bên tay luôn mọi người, thành quá. Hắc Tông ở đây lầm lần ghi đô này mày thôi tóc biến mất rồi. Mình không có tóc biến mọi người, không nó qua tóc biến là mình ăn luôn thằng Iso rồi. Lầm bên đây mà lóc ơi. Đấy, trụ nha mọi người. Ok, lock hay lắm mọi người. Đấy, anh em cứ nhìn bản đồ nhỏ mà check map thôi nha anh em. Rồi, về hồ là máu nha, an trụ đầu tiên rồi. Khá là ok này. Đấy, cái hiệu ứng biến về nè mọi người. Là đã có thằng combo của sổ sứ mạng luôn nha anh em. Đợt vừa rồi thì mình mua tầm sổ sứ mạng hình như là 100... hình như là 150 hay sao mọi người, mình không có nhớ nữa.
nhưng mà nó cũng khá là rẻ. Mọi người cứ mua mã số cho mình trước mùa á thì anh em sẽ được giảm giá rất là nhiều luôn nha. Đây đây đây, đây. Ok, tao ăn ngân rồng đây nha mọi người. Rồng giai đoạn đầu game yếu máu. Ui Nagalock làm gì đây, Nagalock ơi. Hàng của anh Tây mình, trận này anh Tây mình bán khá là chuẩn luôn nha mọi người. Không biết như thế nào nhưng mà vô tình thì trúng tay mòn luôn nha. Đấy, tay mòn vừa tóc biến vô là lần vừa nhả vô, Nagalock vừa nhả vô thì mình cho bán anh Tây trúng luôn thằng Nagalock luôn. Cũng khá là hay. Khá là hay luôn nha mọi người. Nhưng mà tay giờ này thì mọi người cứ bật cân nhẫn lên, vừa vào vừa bán là khá là ok luôn nha. Đã có hai trang bị rồi này. Đấy anh em cứ gặp Guido này, gặp Iso này thì anh em cứ bật cân nhẫn lên vừa bán về chạy cho mình nha. Vừa có rỉa, ui lòng gì đây. Đầu tiên mới đầm quá mọi người. Gặp thêm thằng Array nữa. Array nó hất tung ấy. Ok. Đấy, anh em cứ hơi đồ là cho mình là đủ nha mọi người. Anh em cứ lên cho mình là thanh kiếm và xong đồ bộ top nha. Thì hai trang bị nè mọi người, bật lên ân nhẫn là mọi người bán vô tư rồi nha. Giao tranh này nọ thì anh em mới dùng ân nhẫn là bán xứng thôi. Rồi, ăn được con bùa đỏ xanh rồi, cứ tên bọn rồi này. Rồi. Nhưng mà skin này cũng khá là rẻ luôn nha. Đấy, khá là đẹp luôn. Skin này là skin chuẩn bị tới ram nè mọi người, tới múa lăng nè mọi người. Đấy skin này bắt nguồn từ Trung Quốc nha mọi người. Rồi ngu lăng chút nữ này. Ui tay luôn, cho luôn, cho luôn. Rồi yếu máu rồi. Đấy này nào đóng này, mày tập biến ra lụm nó liền. Ôi ăn nó đi. Ok ok rồi, ok rồi. Nam không rồi mọi người, nam không nam nha. Rồi khá là hay. Đấy anh em cứ lên leo rank mà leo rank đơn mà theo khoảng cách theo như thế này, mọi người cứ di chuyển theo cách của mình nha. Mọi người xem clip nhiều quá thì mọi người sẽ biết được mình cách di chuyển của mình như thế nào. Thôi. Ui trời ơi. Hay quá, không bị chấn với Guido mọi người. Và đó mình chấn với Guido là mình lên bằng điểm số đó rồi. Rồi. Tay thì mọi người cứ chơi tầng hình cho mình. À, nấp phía sau tay mình nha, khi nào có cơ hội thì mọi người cứ lên xả đam bật nhỏ lên bén thôi. Trời ơi, ăn rồng luôn nè. Ăn rồng anh em ơi. Giờ này mình vừa né nè, vừa ăn rồng vô tới là không hấp tung mình lên được cho mọi người, không có mất một xíu máu mà luôn đấy. Đây, phần lo mình đang ăn xe ra bên kia nè. Đây. Không để ý nè mọi người, lụm luôn đi. Lụm luôn Ryuma. Ok, hấp tung Ryuma. Ok, có hỗ trợ nha anh em. Hay quá rồi. Vô luôn này Ryuma. Ryuma đằng này khá là hay luôn nha anh em. Đấy. Ghi đu này, ui. Đây. Trận này không có ban nha mọi người. Trận này không có ban ô thức giống mình nha. Nếu có ban là đi cùng cặp skin rồi. Nhưng mà thằng Teo Nát này nó hay kết hợp skin quá nhiều hàng lắm mọi người. Hồi kia kết hợp với Atho này, rồi kết hợp với Tulane này. Nói chung là giờ nó kết hợp tới thằng ban nữa nè. Nó khá là nhiều kết hợp skin khá nhiều vị tướng nha. Đây. Nói chung là một trong những vị tướng mà có skin nhiều nhất liên quân nha anh em. Đấy, chỉ xếp sau thằng Violet này, rồi thằng Murad, thằng Nagarok thôi. Đấy, đó là mấy những thằng vị tướng quốc dân rồi nha mọi người, không có nói láng được. Thôi về. Họ chạy luôn nè. Lên đây. Ghi đu này, mày ghi đu. Đấy, dỡ đâu anh em. Ui, toàn rồi, không có dỡ mọi người. Rồi. Chấm dứt chuỗi của mình mọi người, 6 mọn rồi. Và đó có nhớ là ngon rồi nha anh em.
Thôi phá bài rồi mà có dễ của mà lóc là ngon nha mọi người. Đấy, mà lóc mình hát dễ mất. Cho có dễ là ngon rồi, phá đó rồi. Lượm luôn hai kia của thằng đó nha, thằng Guido và thằng Ai Su luôn. Thằng Ai Su mà đứng gần mình là nó bán đam khá là cô luôn nha mọi người, dùng chiêu nhám đó. Nó thả lùi là vẫn trúng nha anh em. Đấy. Ở xa tầm xa thì anh em chặt qua trả lời được, chứ ở gần á thì nó dùng chiêu ngắm đó nó bán khá là đau á. Rồi ăn luôn con xây dơ này. Giờ này mình mới đoàn về xây dơ vô tư thôi nha. Ê, mà giờ này không có tốc biến mọi người, có tốc biến lên là thơm rồi nha. Ê, một thoát bán rồi, không được rồi. Tình thủ lên ép nè anh em ơi. Đứng biến gì rồi. À, xuống bác này, xuống bác thằng Nagarok nè anh em. Đấy. Không biết là giống mình solo là Nagarok không nha mọi người. Để nó dùng bớt chiêu nha. Ôi đây 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 đây. Ăn rồng này. Ok ăn được. Ôi không ăn được rồng. Đây. Nát được cái tầm xa mình đã bán. Solo này, solo này. Bởi nái được cái tầm sờ của nó là bán vô tư nha mọi người. Mà sao thằng này nó cũng yếu máu nha. Ôi nó một bả đó mọi người, một bả hỗ trợ không nữa. Thằng Nagarok này nó cũng phế nha anh em ơi. Giờ vô tình gặp Nagarok phế thôi, chứ gặp Nagarok 2 là nó múa mình chịu không có nổi đâu nha. Thằng AD mà gặp sát thủ thì mọi người có chịu thiệt rất là nhiều luôn. Này, nhà đi đâu, nhà đi đâu này. Ok, qua vừa rồi trả thù được qua vừa rồi là mọi người. Đông này, đông này, đông này. Tốc biến lên. Nhả đi đâu này. Chạc, chạc nó. Rồi, không được rồi anh em ơi. Ủa, tôn ấy. Cay thật sự trúng hai cái chón liên tiếp luôn mọi người. Gặp thêm là rốc nó ra, nó bầu thêm về chiều nữa nha. Mới chèn là rốc săn mình là sốc nó ăn mình mụn mà mất rồi. Nhưng mà pha đó chắc chắn là rốc nó sẽ ăn được mặn thôi. Vì mình yếu máu rồi. Mà thêm hai cái chón nữa. Rồi. Chủ quan rồi anh em ơi. Làm bởi số heo mòn rồi, chấm dứt rồi. Rồi, hít rồi. Về luôn biết ơi. Ok, về luôn. Đại team giờ này, team đi chung là ok rồi nha. Chắc thằng Nagarok nó hay đã lại đường dưới đó mọi người. Rồi, đây anh em. Anh em chơi tay quá, nếu mà gặp sát thủ như Nagarok vừa rồi á thì mọi người cứ dùng chiêu trước cho mình nha, dùng anh tây này rồi dùng chiêu ha, dùng chiêu một đó. Tầm mấy thằng sát thủ thì mọi người trúng anh tây của mình rồi mình bán chiêu một bật nhẫn lên bán hai phát là qua phát là nó lại bảo điểm số liền nha mọi người. Chứ mà anh em mà không dùng chiêu quá thì chắc chắn là mình sẽ lại bảo điểm số thôi. Đấy, dùng chiêu trước thì người đó thắng nha anh em, nhưng mà bắt buộc là mọi người dùng chiêu là phải trúng nha. Chứ dùng chiêu mà không trúng thì cũng không có làm gì được đâu nha mọi người. Đấy. Vô tình là... Hay nào đó mày. Mày. An quang này. Nhảy đi đâu này. Đấy mình có được cái quỷ kiếm á mọi người. Để hút máu rất là nhiều luôn. An mùa đỏ nha. Mùa đỏ ra này hồi lên một lượng máu khá là trâu bò luôn nha mọi người. Cho mình sáng tìm mình an luôn này. Đấy, ai xuống đây. Mày toàn hình hả, tưởng không thấy hả, toàn hình không thấy hả mọi người. Đấy anh em cứ dùng anh tây nha, trúng anh tây là mọi người cứ bật nhẫn lên bán vô tư thôi. Rồi ép đường trang nè, đường giữa mình hay lính rồi thì mình sẽ chuyển lên đường trang nha anh em. Ấy khá là hay luôn nha. Mày đứng đó form này, tập biến lên ăn luôn. Mày đứng đó form này, đứng đó form này không được, để cho nó ra nha. Ở đây này, ra đây ơi. Mày ở đây. Ok. Rồi chấm dứt hết team mình rồi mọi người. Rồi. Rồi chắc kết thúc lần đó tại đây thôi anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Mọi người thứ hai cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.